Ủa, Nghĩa, bữa nay nghe giọng em bị nghẹt nghẹt sao vậy? À, em cái này là em đi quay về em bị mắc mưa, bị cảm đúng không? Chứ sao? Không nói chuyện với nhau được mà. Em nói anh đâu có hiểu gì đâu. Anh á là bạn của em, anh còn không hiểu. Làm sao quý vị khán giả hiểu? Em tháo ra bớt đi. Biết rồi, em nè, em bị bệnh nặng lắm rồi nè. Bởi em mới sợ lây cho mọi người xung quanh. Em bảo vệ cho mọi người đúng không? Trời mệt quá thôi. Cái gì vậy? Bỏ ra luôn nói chuyện nè. Em không có bệnh hoạn gì hết trơn trời á. Mà bị gì vẫn còn ám ảnh. Cho nên là em phải đeo luôn 5 cái khẩu trang mới chịu nổi đó. Hồi sáng này nè ha, lái xe trên đường đi đến chỗ này đi gặp anh, đi ngang qua một cái con đường, trời ơi nó thơ mộng, nó đẹp, hai bên đường cây xanh bát ngát, rồi một cơn gió nó thổi qua lá nó bay xuống sao. Cái này là giống như bài hát gì mà con đường có lá me bay, chiều chiều ta lại cầm tay nhau về đúng không? Nhưng mà từ đây giờ sao không bao giờ dám đi trên con đường đó nữa anh ơi. Ủa sao kỳ vậy? Mà cũng không có ai mà dám cầm tay nhau về trên con đường đó luôn. Lý do? Ghê lắm. Cái gì? Cái đường nó có cướp hả? Không phải. Cướp thì nói làm cái gì, cướp là cái chuyện mà dễ sợ hơn rồi, đương nhiên phải có an ninh rồi. Nhưng mà em nay nói á là ha, nhìn hình á thì thấy đẹp, thấy thơ mộng. Đúng rồi. Nhưng mà nếu như mà anh hít thở cái không khí nơi đó, đặc biệt là khi những lướt qua những cái gốc cây hay những cái mảng tường, thì anh không thể nào chịu nổi được hết trơn trọi. Ủa vậy là con đường đó có bãi rác hả? Bãi rác không có phải, bãi rác nó hôi thì thôi cũng đành chịu. Nhưng mà đâu có ai mà đổ rác giữa cái con đường xinh đẹp như vậy. Chứ cái này người ta đổ gì? Ui, người ta đổ nước. Đổ nước em nói hồi sao á? Đổ nước là cái cây nó phải tốt lên, phải xanh, chỗ đó nó phải không khí nó phải trong lành chứ. Dám đâu, cây nó chưa héo úa vàng lá là may lắm rồi, chứ đó đòi xanh. Đổ nước gì? Đổ nước mà đổ nước trong người của người ta ra đó. Đổ hiểu không? Đổ nước trong người của người rồi ta rồi ra. Cái vụ này anh cũng bị rồi, có nghĩa là lâu lâu á mình cũng lãng mạn, cái mình đi bộ đi dạo xung quanh một số con đường lãng mạn đó, đắm chìm trong suy nghĩ miên man. Tự nhiên có cái mùi khó chịu bốc lên, trời ơi, gốc cây của mấy ông xỉn tè bậy. Ôi khủng khiếp luôn anh, nguyên một cái con đường nó đẹp, nó lãng mạn như vậy á, vậy mà khi mà rà xe gần gần tới chỗ mấy gốc cây ha, bịt mũi chạy không kịp. Chính vì vậy em tấp vô, em mua liền 5 cái khẩu trang em đeo tới đây. Tới đây rồi mà vẫn còn bị ám ảnh bởi cái mùi đó, cho nên không dám mở khẩu trang ra đó anh ơi. Nhưng mình người Việt Nam á, mình đi ngang mình chịu không nổi. Rồi thử rồi, du khách nước ngoài đi ngang người ta nghĩ sao ta? Vậy chứ giờ em hỏi thiệt anh này, anh có vậy không? Cái gì? Anh có vậy không? Làm gì có. Tại vì anh là nghệ sĩ cho nên anh muốn giữ hình ảnh. Anh không có đi giả nhìn thấy đúng không? Không, mình không có, nhưng mà mình bị vô tình thấy ép buộc thì có. Giống như mình đi xe đò trên một cái chuyến đường dài á, mà tự nhiên đang miên man ngủ cái tất cả mọi người xuống đi vệ sinh, cái đâu cũng phải đi xuống, đi xuống nhìn ủa đâu thấy nhà vệ sinh đâu. Cái đó là chuyện ở dưới quê, cái chuyện mà đi trên đoạn đường dài. Còn em nói ngay trong thành phố mình nè, là một thành phố văn minh hiện đại, vậy mà cũng có những cái trường hợp đó xảy ra, mà ngay cả những cái con đường lớn luôn anh. Bởi vì những con đường lớn mới có những gốc cây lớn đó, những cái gốc cây lớn là cái nơi che chắn cực kỳ hiệu quả. Nhà anh ngay khu trung tâm nè, ngay khu trung tâm mà anh vẫn thấy cái hình ảnh có người ôm gốc cây. Anh tưởng tượng đi, trên một cái hè phố đẹp vậy nè ha, một cái mảng tường đang bình thường vậy, có một vài cái gốc cây xanh này kia nho nhỏ, thì người ta đó úp mặt vô trong góc tường. Nếu mà ai mới đi ngang qua thì cũng chưa biết người ta làm gì đâu, mà tự nhiên cứ thấy có một cái giống như là một cái dòng nước nó chảy dài ra tới ngoài đường lộ luôn. Ủa nó khủng khiếp, trời ơi tại sao người ta có thể làm như vậy được. Hoặc là thậm chí có những cái hình ảnh mà em từng thấy nha, mình đang đi trên đường ha, mình thấy một cái chiếc xe tải đậu lại cái đó, hoặc là một chiếc xe bán tải thôi, tức là nó không phải là quá lớn, nó cũng nhỏ nhỏ thôi, đứng quay lưng ra phía mặt đường chứ phải đứng bên trong lề đường đâu. Xe đang chạy sau lưng vậy nè, đứng úp vô trong cái xe của mình á, rồi xả xuống ngay cái bánh xe đó, rồi cái dòng nước đó nó cũng chảy dài ra đúng ngoài đường người ta đứng đi vậy nè. Cái đó là bình thường. Bình thường. Trời ơi, anh còn thấy giữa trung tâm mình á, đang dừng xe đèn xanh đèn đỏ luôn á. Nguyên một dòng xe đang về đậu đèn xanh đèn đỏ, có tài xế bước ra mở cửa đứng làm tại chỗ luôn. Trời ơi. Trên đường luôn á. Ngay giữa đường mà mọi người đang chạy luôn á. Giữa đường bình thường. Chắc người đó có bệnh tâm lý không anh? Không không không. Hay kiểu là do như người ta kẹt bí xe quá rồi. Kẹt xe bí quá. À do kẹt xe.
Cái đó là do theo anh nghĩ cũng có nhiều lý do, mà một trong những lý do đó anh nghĩ chắc là do là mình ít nhà vệ sinh công cộng, thiếu nhà vệ sinh, đúng không? Ừ. Vậy thì anh nghĩ rằng cái thành phố của mình nè, cái nhà vệ sinh công cộng á, theo anh biết thì được đặt ở những điểm nào? Anh biết không? Thì vừa rồi thì anh cũng có quan sát và cũng có nghe nói thì thấy cũng có một số nhà vệ sinh được đặt ở một số công viên trung tâm. Anh có nhớ là nó nằm ở cái vị trí nào luôn không? Có, ở công viên 23 tháng 9 có một cái rất là đẹp. Dạ, em nhớ là ngay công viên 23 tháng 9 và em cũng chỉ nhớ được cái nhiêu đó rồi đó. Những công viên khác cũng có nhà vệ sinh công cộng nhưng mà nó dạng nó giả chiến thôi, chứ nó không phải là kiên cố như ở 23 tháng 9. Cái thành phố mình nó lớn như vậy, nhiều cái đường trung tâm như vậy mà chỉ biết mỗi có cái ở công viên 23 tháng 9. Vậy thì những cái con đường khác lỡ như khách bình thường người ta đang đi mà ta cần cái nhu cầu đó rồi, người ta làm sao? Thì họ phải tự tìm, ví dụ như vô quán ăn, vô nhà sách, vô siêu thị để tìm một cái chỗ để giải quyết bầu tâm sự của mình. Thì đây là cái cách mà anh đưa ra, em nghĩ rất là hợp lý. Nhưng mà tại sao có nhiều người họ không nghĩ ra cách đó? Tức là khi mà họ cảm thấy rằng họ có cái nhu cầu vệ sinh thì nhìn qua nhìn lại xung quanh không thấy cái nhà vệ sinh công cộng nào hết, thì nhiều khi là họ đó, họ tấp vô lề đường, tấp vô gốc cây, họ làm đại luôn. Cái đó thuộc về ý thức. Uh-huh. Ý thức. Dạ. Chứ nếu như mà mình nói là bỡ đổ lỗi cho hoàn toàn là nhà vệ sinh thì cũng không phải. Là bởi vì sao? Bởi vì thấy không, tất cả những cái hình ảnh mà làm bậy trên đường như vậy á, toàn là đàn ông không mà, không bao giờ mà có đàn bà phụ nữ hết trơn á. Thì chứng tỏ là người phụ nữ họ có ý thức hơn, thì họ có thể thu vén cái chuyện đó. Còn đàn ông thì nhiều khi thứ nhất là họ tiện hơn, thứ hai là nhiều khi họ say xỉn. Say xỉn thì uống bia thì cái nhu cầu để đi toilet nó nhiều. Yeah. Và lúc đó cái ý thức họ không còn nữa, thì thứ nhất là mắc quá, thứ hai là thôi kệ, mình cũng xỉn rồi, thôi mình ghé đại gốc cây nào mình làm đại cái. Nhưng mà đâu phải là ai xỉn người ta cũng làm chuyện đó đâu, đúng không anh? Có nhiều người không có hề xỉn mà người ta vẫn không ý thức được cái chuyện là giữ gìn vẻ mỹ quan đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, tiện đâu xả đó. Đó, đang đứng sẵn ở đâu làm biến đi. Theo anh nghĩ thì chắc phải có một cái biện pháp nào đó, giống như phạt hay là răn đe gì để họ sợ, họ già họ không dám làm lại điều đó lần nữa. Dạ, theo em thì thậm chí mình sử dụng tới những cái chiêu làm cho ta mắc cỡ đó anh. Tức là nếu như mà thấy những hình ảnh đó đó, sao mà có camera, em mới chụp hình ghi lại những cái hình ảnh đó rồi công bố lên luôn, gửi tận nhà, phạt tiền, vừa phạt tiền mà vừa cho mọi người thấy luôn. Đó, thì chắc là sẽ răn đe được cái hiện tượng này. Còn bây giờ thì mời anh và mời tất cả mọi người chúng ta cùng xem thử mọi người sẽ phản ứng như thế nào về cái vấn đề này nha. Theo mình đó là một hành vi là không thể chấp nhận được, tại vì nó vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa gây mất mỹ quan. Ví dụ như là làm những hành động đó ở những thành phố lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thì người nước ngoài người ta sẽ cứ như có cái nhìn xấu về đất nước của chúng ta. Cái hành động đó thì sẽ làm cho bộ mặt của thành phố xấu đi, cũng như là đó là những hình ảnh mà mọi người không ai muốn nhìn thấy. Chẳng hạn ví dụ là bác gặp được một người nào đó thì bác người đó dọn dẹp sạch sẽ chỗ đó. Mình nghĩ là nên, rất là nên xử lý luôn, tại vì trong một đất nước phát triển như là Việt Nam thì cái việc phóng uế là không nên. Nên là rất là làm Việt Nam rất là xấu đi luôn, rất là xử lý rất là mạnh. Theo mình thì đầu tiên là chỉ phạt hành chính và kiểu như để nâng cao nhận thức của người dân, và lại là tuyên truyền cũng như là đặt những cái biển cấm. Thì cũng có nhiều trường hợp thì bất quá lầm liều thì lúc đó mình cũng chả thể làm gì hơn, thì có thể xử phạt nghiêm trọng hơn một tí. Có lẽ là cần những chú công an vào cuộc rồi, và xử phạt bằng hình thức như là phạt tiền này nọ. Mình nghĩ là không nên là mình chỉ cần nhắc nhở và nói người đó là lần sau không nên như thế nữa. Như thế là đủ rồi. Bởi vì nếu như là đang lên là có thể ảnh hưởng đến cái người bị đang, nên chúng ta nên giữ thể diện cho người đó một xíu. Không nên, nhưng mà bộng hồ mình nghĩ cũng là nên, vì cho nó răn đe những người đó để cho họ thấy họ xấu cỡ nào. Tại vì cũng đâu ai muốn mình bị quay phim chụp hình đâu. Nhưng mà theo mình thì vẫn nên là không nên là đăng lên. Nếu như vậy thì có thể tố giác hoặc là gì đó để nâng cao nhận thức. Đó là một trong những cái cách mà
khắc phục cái hiện tượng này. Và em nghĩ rằng đây cũng rất là hay. Mới đây là Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh là có đề xuất cái việc là lắp đặt những cái camera theo dõi. Ngoài cái chuyện mà xử phạt bằng tiền ra thì còn phải công khai hình ảnh luôn để răn đe những cái đối tượng mà có cái hành vi mà thường xuyên như thế, làm bậy ngoài đường, mất vẻ mỹ quan của đô thị. Thì anh nghĩ về cái hình thức xử phạt này thế nào? Theo Tiết Cương nghĩ thì Tiết Cương ủng hộ cái chuyện mà thứ nhất là phạt, thứ hai là có thể là chụp hình lại hoặc quay camera lại để nêu ra trước khu phố để cái người đó họ cảm thấy xấu hổ và họ không dám làm điều đó một lần nữa. Nhưng mà nếu như mấy ông xỉn thì anh nghĩ coi mấy ông có xấu hổ không? Họ xỉn thì họ không mắc cỡ, nhưng mà qua ngày hôm sau họ tỉnh táo, họ nhìn lại hình ảnh của mình, tất nhiên họ phải xấu hổ. Nhưng qua ngày mốt họ xỉn tiếp rồi sao? Họ xỉn tiếp thì họ cứ vi phạm thì họ đóng phạt. Họ vừa định đi toilet ngoài đường thì họ nói chết cha, bây giờ mình mà ấy lỡ ai chụp hình cái là đóng tiền mấy chục ngàn, là người ta sợ, người ta đâu dám. Thí dụ vậy. Nhưng mà em nghĩ thật ra đây là cái đề xuất, chứ còn để mà thực thi được nó cũng không có đơn giản đâu. Là bởi vì nói gì thì nói, với những người mà có cái hành vi tè bậy ngoài đường như vậy, họ cũng tìm một cái góc, chứ không phải kính họ kính. Đứng đó, chứ không phải họ đứng mà ngay giữa ngã tư đó. Mà bây giờ những cái góc đó biết góc nào mà lắp camera, đúng không anh? Những cái người mà gọi là dạng dĩ lắm như mình nói nãy giờ, là đứng úp mặt vô cái xe, quay lưng ra đường, hay là dừng xe giữa đường, đó là những cái trường hợp mà hãng hữu mới xảy ra, chứ không phải thường xuyên. Còn thông thường những cái người mà có hành vi này á, thì họ sẽ lừa một cái gốc cây lớn lớn chút xíu úp mặt vô trong đó, hoặc là lừa một cái góc tường vắng vẻ úp mặt vô, hoặc là những cái ngôi nhà mà ta đang đập phá, người ta đang còn để đất trống đất hoang chờ ngày xây dựng á, người ta làm ở chỗ đó. Cho nên là để mà lắp đặt camera theo dõi, xử phạt và công khai hình ảnh thì em nghĩ đó là một cái điều nó hơi khó. Cho nên cái vấn đề mà chúng ta vẫn luôn nhắc đi nhắc lại trong chương trình này đó chính là ý thức. Dạ, hỏi anh chứ phạt nhiêu giờ cho đủ? Đây, em đọc cho anh cái mức hình phạt nha. Đây là cụ thể nghị định 155 trên 2016 trên NDCP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Mức phạt tiền từ 1 triệu đồng cho đến 3 triệu đồng với hành vi vệ sinh cá nhân như là tiểu tiện, đại tiện không đúng nơi quy định. Đó là cái mức xử phạt quy định là như vậy. Rất cao. Là cao đó. Nhưng mà như em nói, không phải lúc nào mình cũng sẽ bắt gặp được những hành vi đó để mình phạt người ta. Chỗ nào không lẽ bây giờ cái hẻm hóc bò tó, gốc cây, cái lùm, cái bụi gì anh cũng gắn cái camera, thì bao nhiêu tiền cho đủ cho cái chuyện mà đầu tư cho camera đó, anh thấy không? Cho nên cái việc vấn đề vẫn là ý thức của mọi người, và chúng ta vẫn luôn kêu gọi ý thức đó trong mỗi chương trình ghế nóng của chúng ta. Còn cái vấn đề mà về nhà vệ sinh công cộng á, thì đúng là cần thiết. Ngoài cái việc là xây thêm nhiều nhà vệ sinh công cộng thì mọi người có lẽ cũng cần chú ý đến cái việc là mình ngó xem chung quanh mình có cái quán nào không, có cái siêu thị nào không, trung tâm mua sắm nào đó, giả bộ vô dẹo dẹo vô lựa lựa rồi chứ nhà vệ sinh đâu em, vô trong đó ra rồi đi tiếp đó. Thì có lẽ như vậy thì mới giữ được cái vẻ mỹ quan cũng như là cái môi trường trong sạch cho thành phố của chúng ta. Chúng ta cần phải có ý thức và cũng phải tự tìm kiếm cho mình cái lối thoát để trút bầu tâm sự nếu khi mà mình bị mắc quá. Hy vọng mọi người sẽ nghe, sẽ chia sẻ cũng như là tiếp thu những ý kiến mà anh em chúng tôi đóng góp để chúng ta có thể giữ gìn cho bộ mặt thành phố của mình xanh sạch đẹp hơn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Đại Nghĩa và anh Tiết Cương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.